Kia Soluto 2022 xe số sàn. Nếu anh chị mình đang cần tìm kiếm một chiếc xe, đây là giai đoạn thích hợp nhất. Chiếc xe này em dành cho anh chị muốn xe đời cao mà tiết kiệm hơn 300 một xíu thôi. Với thiết kế phom dáng hiện đại, vô lăng còn mới như thế này mà anh chị, các cái chi tiết xe cũng còn khá mới, còn cái mùi mới luôn. Đầy đủ hai túi khí, ghế zin, đi dài trăm km nó vẫn thoải mái. Keo chỉ nguyên zin nguyên bản hết. Cốp xe thì tương đối rất là rộng. Quà cáp về quê đầu biếu đâu ha, là tha hồ để trong tốp trong đây luôn. Động cơ là 1.4 khoảng 6-7 lít. Và đặc biệt bây giờ cho tới Tết, tất cả các xe bên em đều được cân đối giảm giá thật là hợp lý cho anh chị mình. Dạ rồi, em Huy xin chào anh chị mình. Dạ, vừa qua cũng gần hết tháng rồi. Công ty có rất là nhiều chương trình ưu đãi giảm giá thì được rất là nhiều anh chị đó, mới có, cũ có, tin tưởng ủng hộ đó. Chốt được rất là nhiều xe bên em thì qua đó em đại diện công ty Tô Pháp Anh. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều đã tin tưởng, luôn theo dõi và ủng hộ bên em. Thì bây giờ cũng là thời điểm gần Tết rồi anh chị. Lanh quanh là tới tháng 11, tháng 12 là tới Tết rồi. Nếu anh chị mình đang cần tìm kiếm một chiếc xe mà ví dụ như tài chính mình bỏ ra thấp đi, mình muốn kiếm một chiếc xe đã qua sử dụng cho tiết kiệm được cái chi phí để làm một việc khác, thì đây là theo em nghĩ là giai đoạn thích hợp nhất. Chị để ý đi, mua cái món quà gì cũng vậy, gần Tết á, đồ á thì bị người ta lựa hết rồi mà giá nó lại cao nữa. Còn đã đến với bên em á thì vẫn luôn luôn cam kết xe giá cả hợp lý, chất lượng là phải tuyệt đối anh chị ha. Thì xe bây giờ hiện tại đang về rất là nhiều, hai bãi xe bên em, bãi Bình Tân và bãi Bình Chánh á, xe về cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà cũng cần xe để phục vụ cho anh chị chú bác mình. Nên á, anh chị nào mà có nhu cầu đó, đang cần xe, ví dụ như không sử dụng nữa, muốn nâng cấp lên đời, cứ liên hệ cho bên em. Bên em có đội ngũ các anh thu mua á, là đến tận nhà mình kiểm tra xe và thu xe với một cái giá hợp tình hợp lý nhất anh chị ha. Rồi, quay trở lại cái video ngày hôm nay. Và đặc biệt là cái dòng Kia Soluto rồi nè, cũng về tương đối là 3-4 xe. Nhưng mà may mắn được anh chị tin tưởng ủng hộ á, đã bán hết rồi. Bây giờ là em mới về một chiếc Kia Soluto. Mà xe này anh chị có để ý không ạ? Logo mới, logo mới chứng tỏ là xe đời cao 2022. Đó, thì chiếc xe này em dành cho anh chị muốn xe đời cao mà tiết kiệm tài chính lanh quanh hơn 300 một xíu thôi. Bây giờ cùng em á, xem sơ một vòng về xe đi. Với thiết kế phom dáng hiện đại nè, mặt ga lăng phía trước nè, thiết kế vô cùng ấn tượng. Tuy là một chiếc xe bản thiếu nhưng mà vẫn trang bị đèn gầm đầy đủ cho anh chị mình luôn ha. Và logo nãy mới chia sẻ, logo mới của nhà Kia nhìn rất là cá tính luôn. Đời 2022 nên các cái chi tiết còn khá mới và cái vấn đề an toàn vẫn được đề cao, nên xe vẫn có tích hợp đèn led gương cho mình anh chị ha. Và em hay chia sẻ với anh chị mình á, dòng Kia là một trong những thương hiệu mà thích hợp để mình đi gia đình. Bên ngoài kiểu dáng thì cực kỳ có xe thể thao nè, có xe cá tính nhưng mà không bao giờ lỗi thời. Còn bên trong á thì option tương đối nó rất là nhiều, đáp ứng nhu cầu gia đình mình. Còn nếu anh chị đã có xe hoặc là đang cần một chiếc xe chạy kinh doanh dịch vụ cũng ok luôn. Tại vì phân khúc chiếc xe này động cơ chỉ có 1.4 thôi, mức tiêu hao nhiên liệu số sàn đâu đó lanh quanh khoảng 6-7 lít thôi. Và đời tới 2022 nên chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập thì cực kỳ hợp lý luôn. Mới ba vô xe cái là bản thân mình cảm nhận là còn cái mùi mới luôn. Vô lăng còn mới như thế này mà anh chị, cơ bản cái vô lăng anh chị mình thấy nè, cái nước sơn nè, màu sơn nè, đây logo nè, nói chung còn rất là sắc nét luôn anh chị ha. Hiện tại là odo xe là đang báo là chưa tới 50.000, là chính xác là 49.000 km luôn anh chị. Thiết kế của cái dòng Soluto này cũng cá tính lắm anh chị. Thay vì anh chị mình thấy á, gương lên xuống thì sẽ trang bị hai bên hông của cửa anh chị ha, nhưng mà không, đây nè anh chị thấy nè, đó kính lên xuống nè anh chị thấy không, người ta trang bị, người ta dồn vào một chỗ để cái người điều khiển xe hoặc là ngồi phía trước á là có thể là trung tâm điều khiển luôn. Còn về cơ bản thì các cái chi tiết xe cũng còn khá mới tới 2022. Nếu anh chị mình dùng nhiều là những cái dấu mực ở đây nó sẽ bị phai màu hoặc là nó ngã màu, nhưng mực đây còn rất là trắng và đẹp anh chị ha. Chi tiết thì còn khá là mới luôn. Đây, xe lên cho mình một cái màn hình 9 inch giải trí rồi. Anh chị chỉ cần kết nối internet vô là có thể giải trí được. Cũ số còn rất là ok luôn, 2022 mà. Phía trước đây còn rất là mới, màu mực mà trang bị thêm đầy đủ cho mình cổng sạc điện thoại nè anh chị ha. Và USB thì nói chung hầu như là người ta trang bị đầy đủ hết anh chị. Phía trước thì vẫn phải đảm bảo cái vấn đề an toàn nên xe là có đầy đủ hai túi khí hai bên đây luôn anh chị. 4 họng gió lạnh còn rất là lạnh, rất là sâu luôn anh chị ha. Một trong những cái chi tiết rất là thích của chiếc xe này là ghế zin. Đó, ghế zin theo xe còn rất là mới luôn chị ha. Đường chỉ mai còn rất là sáng luôn. Và đây, trên đầu em á, là cái trần xe. Trần này là còn trần zin luôn.
có anh chị thích bọc lớp ni lông để vệ sinh sạch sẽ, còn có anh chị muốn giữ như thế này để có lớp ni lông thì cái mức độ tiêu âm nó sẽ không có hút vào bằng để zin như thế này. Nhưng mà tùy, đối với bên em quan trọng là làm hài lòng anh chị là được, làm theo yêu cầu sở thích của anh chị là ok đó. Bay ra thử ghế sau ngồi nè, cảm giác là trước giờ đi xe là mình hay lái nhiều anh chị, bây giờ ngồi ghế sau thì những cái dòng mà sedan á anh chị để ý, xe nó có sẽ có cảm giác rộng hơn, cái không gian rộng hơn. Và đặc biệt một điều, hàng ghế sau của chiếc sedan anh chị có thể là ngồi ngã người như thế này nè, nó rất là thoải mái. Giúp một cái điểm mạnh của sedan là giúp anh chị mình đi đường xa dài trăm km á, nó vẫn thoải mái hơn là chiếc hatchback anh chị ha. Và cái xe này nè hạng B luôn, nên anh chị đi chở 3-5 người, 3 người phía sau vẫn vô tư đó, rộng rãi thoải mái như em to nè đó, rồi 2 người hai bên vẫn thoải mái anh chị ha. Tất cả các xe về bên em á là đều được bộ phận kỹ thuật họ sẽ kiểm tra máy móc và gầm bệ đầu tiên đó, nên á là tất cả các xe là anh chị đến tìm hiểu xe á, là thứ nhất ngoài cái bảng giá xe thì thứ tiếp theo đó sẽ có là một cái bảng kết luận kiểm tra cái kỹ thuật xe đó, anh chị cứ tìm hiểu kỹ ha, cứ tìm hiểu kỹ cho em, rồi không rõ thì liên hệ nhân viên cho em, tại vì xe là phải có đầy đủ hết. Như xe này giấy kiểm tra kỹ thuật là keo chỉ nguyên zin nguyên bản hết, đã kiểm tra đã cam kết với anh chị mình là anh chị mình test trong hãng cũng thoải mái, mà có người thân rành về xe cũng kiểm tra thoải mái cho em ha. Đó, tấp bi anh chị thấy không, keo chỉ cửa thì nguyên zin nguyên bản, tấp bi thì còn rất là đẹp, sơn phía trong thì còn sơn zin đó. Dù kiểm tra nhưng mà trên video vẫn quay chia sẻ cho anh chị mình thấy, tại em hay nói mà ngồi ở nhà xem qua điện thoại xem qua tivi là vẫn chốt xe được mà anh chị. Đó, keo chỉ nè, nguyên zin nguyên bản, tấp bi rất là sáng luôn. Đó, nãy giờ anh chị mình xem hai cửa bên phụ á là keo chỉ nguyên zin nguyên bản hết, thì bên tài cũng không kém anh chị ha, đã kết luận rồi mà, là keo chỉ đầy đủ nguyên bản nguyên zin cho mình. Đó, anh chị thấy sơn trong sơn zin còn rất là đẹp luôn. À, quên nữa, chia sẻ cho anh chị luôn nè, tuy là bản thiếu nhưng mà các cái chụp mâm bên ngoài cũng được sơn và làm rất là kỹ càng cho anh chị mình rồi. Vỏ xe thì còn tương đối rất là đẹp, khoảng trên 65% cho anh chị mình. Chốt xe là yên tâm, không mất thêm bất cứ chi phí nào nữa anh chị ha. Keo chỉ nè, đó, nguyên bản nguyên zin luôn anh chị ha. Sơn zin phía trong thì còn đầy đủ hết cho mình luôn. Đó, một chi tiết á rất là thích của cái chiếc sedan nữa đó là cốp anh chị. Cốp xe thì tương đối rất là rộng, nên gia đình mình dù có đi chơi xa hay là Tết nhất nè, sắp tới Tết nè, quà cáp về quê đồ biếu đồ ha, là tha hồ để trong cốp trong đây luôn. Anh chị thấy không? Đó, sẵn cùng em kiểm tra cái cốp luôn nè, trong đây sơn zin còn sáng trưng cho mình luôn. Đó, cái lớp nỉ thì còn rất là đẹp, lớp thì rộng. Đây, sâu vào đây anh chị thấy nè, lòng phía gầm dưới đây nè là sơn zin là còn đầy đủ hết cho mình luôn, vỏ xi cua nè, chưa có dấu hiệu mà đi nhiều luôn anh chị ha. Và các cái chi tiết đây, chi tiết này mà đi nhiều quả không chỉ là coi như trầy trụa hết, là còn tương đối đẹp cho mình. Đây, keo chỉ nè. Đó, có cái bản kết luận nhưng mà vẫn quay cho anh chị mình xem ha. Keo chỉ là nguyên bản nguyên zin hết luôn. Đó, ốc là chưa thấy có dấu hiệu ra hai bên luôn anh chị ha. Trong đây là còn sơn zin đầy đủ cho mình hết luôn. Đó, nãy giờ tổng quát xem qua cái tivi hay cái điện thoại là đã cùng em là khám phá gần hết chiếc xe rồi. Bây giờ còn cái công đoạn cuối để chị mình yên tâm chốt xe nè, động cơ. Xe thì trang bị động cơ là 1.4, nãy em Huy có đề cập với anh chị mình, mức tiêu hao vô cùng ấn tượng luôn, chỉ từ khoảng 6 tới 7 lít. Nhưng mà đặc biệt một điều á, những chiếc xe đời cao như thế này nè, hầu máy móc là nguyên zin nguyên bản hết luôn. Đó, anh chị để ý đi, đây là nơi là những cái chi tiết mà dễ bị xét nhất nè, nhưng mà xe này được chăm sóc nè, lau chùi nên còn rất là sáng. Ốc thì còn dấu tích của nhà sản xuất luôn anh chị ha, máy móc là cam kết là đầy đủ cho anh chị hết. Chốt xe em thay nhớt, thay lọc nhớt đồ cho anh chị mình, nước mát rồi em kiểm tra dầu thắng dầu trợ lực là kiểm tra đầy đủ hết. Mấy cái ụ đây là chị thấy không, sơn zin còn trong đây luôn nè, đầy đủ hết luôn. Đó, keo chỉ của cabo đây nguyên bản nguyên zin luôn. Đó, cabo theo xe luôn anh chị ha. Đó, và cái đặc biệt cái dòng Kia tại sao lại đi gia đình hợp lý, tại vì thứ nhất là cái vấn đề bền bỉ. Đó, thứ hai là nhiên liệu tiết kiệm, và cái quan trọng nhất là anh chị mình chăm sóc bảo dưỡng sửa chữa nó cũng dễ dàng nữa. Gần nhà mình, địa phương mình có gara là người ta báo giá sửa chữa rất là dễ dàng, mà giá cả quan trọng nó lại hợp lý nên chị. Đó, vừa rồi là anh chị cùng em là tổng quát hết một vòng về cái chiếc Kia Soluto 2022 xe số sàn. Xe thì đang được bên em bán với giá là 325 triệu. Anh chị nào đang có nhu cầu tìm kiếm một chiếc xe giống như những gì em Huy diễn tả thì cứ mạnh dạn liên hệ cho em qua hai cái hotline đang trả trên màn hình.
đó. Nếu xe phù hợp thì mình chốt, còn không phù hợp thì mình có nhiều kinh nghiệm trải nghiệm để tìm hiểu xe phù hợp anh chị ha. Và đặc biệt bây giờ cho tới Tết, tất cả các xe bên em đều được cân đối và giảm giá thật là hợp lý cho anh chị mình. Nên xe phù hợp hãy nhanh tay liên hệ cho em ha anh chị. Dạ rồi, em Huy cảm ơn anh chị đã theo dõi video rất là nhiều. Dạ, xin chào.